Bộ Y tế cho biết vừa có văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công an và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Bộ Y tế đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân phát hành quảng cáo sai sự thật, quảng cáo chưa có thẩm định của cơ quan chuyên môn hoặc không đúng với nội dung đã được thẩm định. Bộ Y tế cũng đề nghị các bộ Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường thanh tra kiểm tra hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, các công ty bán hàng đa cấp kinh doanh các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân, đặc biệt các văn nghệ sĩ tham gia quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe có tác dụng như thuốc chữa bệnh, thổi phồng công dụng quảng cáo các thông tin chưa được cơ quan chuyên môn thẩm định, gây ảnh hưởng tới sức khỏe và kinh tế cho người tiêu dùng.